con, rất vui được gặp lại các con trong tiết toán hôm nay. Bài chia số có 4 chữ số, cho số có 1 chữ số. Nội dung bài học hôm nay gồm có: 1. Chia số có 4 chữ số, cho số có 1 chữ số. 2. Bài tập vận dụng để giúp các con thực hiện chia tốt. Chia số có 4 chữ số, cho số có 1 chữ số. Chúng ta đi vào phép tính đầu tiên. A. 6369 chia cho 3. Các con có nhận xét gì ở số bị chia? À, ở số bị chia là số có 4 chữ số, chia số có 3, cho có 1 chữ số. Ở tiết trước các con đã biết chia số có 3 chữ số, cho số có 1 chữ số. Ở tiết này các con được học chia số có 4 chữ số, cho số có 1 chữ số. Các con thực hiện tương tự như vậy. Ở bước 1, các con đặt tính. Ở bước 2, các con thực hiện tính. Như vậy, ở phép cộng và phép trừ và phép nhân, khi thực hiện tính, các con thực hiện từ phải sang trái. Riêng ở phép chia, các con thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải. Ở lượt chia thứ nhất, chúng ta sẽ thực hiện chia ở hàng cao nhất, đó là số 6. Các con lấy 6 chia 3 bằng 2. 2 nhân 3 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Đến lượt chia thứ hai, chúng ta thực hiện ở hàng trăm, hạ 3 x 3. 3 chia 3 bằng 1. 1 nhân 3 bằng 3. 3 trừ 3 bằng 0. Đến lượt chia thứ ba, chúng ta thực hiện ở hàng chục, hạ 6 x 6. 6 chia 3 bằng 2. 2 nhân 3 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Ở lượt chia cuối cùng, các con thực hiện ở hàng đơn vị, hạ 9 x 9. 9 chia 3 bằng 3. 3 nhân 3 bằng 9. 9 trừ 9 bằng 0. Ở lượt chia cuối cùng, các con nhìn thấy số dư là số 0. Như vậy, ở phép chia 6369 chia 3 bằng 2123 là phép chia hết. Chúng ta cùng nhau quan sát ở phép đặc tính và tính tương đối là dài. Cho nên hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con cách chia rút gọn. Như vậy, vậy thế nào là chia rút gọn và chia rút gọn được thực hiện như thế nào? Như vậy, ở chia rút gọn các con cũng thực hiện hai bước tương tự như này. Ở bước thứ nhất, rồi bước 1 chúng ta đặt tính. Bước 2 các con thực hiện tính chia lần lượt từ trái sang phải. 6 chia 3 bằng 2, viết 2. Vậy ở bước này chúng ta rút gọn ở chỗ nào? Bước này chúng ta rút gọn ở phần phép nhân ngược và phép trừ. Chúng ta chỉ ghi kết quả của số dư ở phép trừ vào. Như vậy ở bước này các con thực hiện 2 nhân 3 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Các con ghi kết quả của phép dư của phép trừ vào vị trí này. Như vậy đây gọi là bước chia rút gọn. Tương tự các con thực hiện chia ở lượt thứ hai ở hàng trăm, hạ 3 viết 3. 3 chia 3 bằng 1. 1 nhân 3 bằng 3. 3 trừ 3 bằng 0. Tiếp theo đến lượt chia thứ 3, các con chia ở hàng chục, hạ 6 viết 6. 6 chia 3 bằng 2. 2 nhân 3 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Đến đây chúng ta dừng lại được chưa nào? Chưa. Còn ở hàng đơn vị nữa. Như vậy chúng ta tiếp tục chia ở lượt chia thứ 4. 9 chia 3 bằng 3. 3 nhân 3 bằng 9. 9 trừ 9 bằng 0. Như vậy ở phép chia 6369 chia 3 bằng 2123 là phép chia hết. Như vậy các con nhớ chia rút gọn là gì? Chia rút gọn có nghĩa là ở bước nhân và bước trừ chúng ta thực hiện ở trong đầu, và kết quả của phép trừ thì chúng ta ghi vào đây ở cột này. Các con đã hiểu chưa? Như vậy để giúp các con thành thạo hơn, cô sẽ hướng dẫn cho các con ở phép chia tiếp theo. 1276 chia 4 cũng là phép chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Chúng ta khi thực hiện chia, chúng ta cũng thực hiện lần lượt hai bước. Bước 1 đặt tính.
cho nên các con lấy số tiếp theo, đó là 12 chia 4 bằng 3. Viết 3. 3 nhân 4 bằng 12. 12 trừ 12 bằng 0. Viết 0. Đến lượt chia thứ hai, bắt đầu từ hàng chục. À, 7, viết 7. 7 chia 4 không nằm trong bảng chia, cho nên chúng ta ở bước này chúng ta ước lượng thương. 7 chia 4 bằng 1. 1 nhân 4 bằng 4. 7 trừ 4 bằng 3. Tiếp theo đến lượt chia thứ ba. Hạ 6, viết 6. 36 chia 4 bằng 9. 9 nhân 4 bằng 36. 36 trừ 36 bằng 0. Các con nhìn thấy ở lượt chia cuối cùng, các con nhìn thấy số dư là 0. Nên phép chia 1276 chia 4 bằng 319 là phép chia hết. Như vậy ở chia rút gọn, các con nhớ cho cô là ở bước nhân ngược và bước trừ các con thực hiện ở trong đầu, còn kết quả của phép trừ các con ghi vào ở trong phần đặc tính. Các con đã nhớ chưa? Chúng ta cần ghi nhớ. Muốn chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số, ta làm như sau. Bước 1 đặc tính. Bước 2 thực hiện chia từ trái sang phải. Như vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các con bước chia rút gọn. Các con sẽ làm vào phiếu bài tập. Ở lần đầu tiên các con làm sẽ lúng túng, nhưng sang đến lần lượt lần thứ 2, thứ 3, các con sẽ làm nhanh và ngắn gọn hơn. Chúc các con làm bài tốt. Chào tạm biệt các con.